Ngay đầu phim thì nữ chính Hong Su nhớ lại chuyện một năm trước khi cô tham gia buổi tiệc gặp mặt sinh viên. Cô đã gặp một anh khóa trên đẹp trai tên là Du Chung nhưng vô tình nhìn thấy nụ cười đều của anh nên cô nghĩ anh không phải người tốt. Sau khi liên hoan xong thì cô đi xuống cầu thang gặp anh khóa trên đang ngồi đếm tiền của câu lạc bộ. Hong Su còn nhìn thấy Du Chung đứng ở dưới gầm cầu thang. Ngày hôm sau thì anh khóa trên kia đến tìm Hong Su nói rằng cô đã lên diễn đàn của trường để tố cáo anh ăn chặn tiền của câu lạc bộ khiến anh bị kỷ luật. Vì khi anh ngồi đếm tiền thì chỉ có cô ở đó. Hong Su luôn miệng không nhận nhưng anh ta không tin cô còn nói có người khác ở dưới gầm cầu thang. Cùng lúc đó Du Chung đến nơi và cô nhìn về hướng anh ta. Du Chung đi về phía đó nói với anh kia rằng lát nữa mình sẽ nói chuyện sau. Khi anh ấy vừa rời đi thì Hong Su nói với Du Chung rằng chính anh đã là người làm điều đó chứ không phải cô vì hôm qua có cả anh ở đó nữa. Cô gái đi bên cạnh Du Chung thấy Hong Su có vẻ tránh mặt mình nói rằng anh đã vì việc đó mà đau đầu từ hôm qua đến nay chính anh đã là người suy nghĩ để giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi. Sau đó anh ta lại cười đều Hong Su rồi rời đi. Đi mua cà phê thì Hong Su gặp lại Du Chung ở quán nhưng chào anh ta thì không bảo gì. Vừa ra đến cửa cô gái đi cùng với anh hỏi rằng Hong Su đã xin lỗi anh hẳn hoi chưa. Đột nhiên Du Chung ra ngoài và nói rằng cô không nên uống nhiều cà phê rồi đưa cho cô một cốc khác bảo cô nên ăn uống lành mạnh. Cô gái bên cạnh thấy Du Chung chú ý tới Hong Su thì tức phồng mồm. Hong Su đang ngủ thì cô bạn gọi dậy đi học thì cô bảo vẫn còn sớm đi học cái gì. Thì ra là cô gái bên cạnh Du Chung tên Chu Jun đã cố tình nói với Hong Su sai giờ học để cô đi học muộn. Cô bạn sau đó định lên cho cô ta một trận nhưng bị anh cùng bàn giữ lại. Vì muốn kéo dài thời gian để cho Hong Su chạy lên lớp thì cậu bạn đã lấy sổ điểm của thầy chạy đi để thầy đuổi theo. Vừa ra đến ngoài thì chạm mặt Hong Su nhưng cậu đã đánh lạc hướng thầy để cô vào lớp. Hong Su ngồi cứ nghĩ rằng là Du Chung đã lợi dụng người khác cố tình gây rối cho mình. Sau đó cô đã quyết định nghỉ học một thời gian, trở về hiện tại thì Hong Su cùng bạn mình đang ngồi nói chuyện ở chỗ làm của cô. Cô bạn nghĩ Hong Su không có tiền học phí phải nghỉ học đi làm nên đã đưa số tiền tiết kiệm của mình cho Hong Su đóng học phí nhưng cô ấy không nhận. Đột nhiên nhận được thông tin từ cậu bạn ơn tê rằng Hong Su có học bổng của trường. Nằm vắt chân suy nghĩ Hong Su không hiểu tại sao mình lại có được học bổng. Sau khi trở lại trường học thì Hong Su thấy Du Chung rất hay hỏi chuyện mình nên cô cảm thấy hơi bất ổn. Thấy Hong Su có vẻ tránh mặt mình thì Du Chung cũng lấy làm lạ. Sau khi chạy ra ngoài thì Hong Su cứ nghĩ rằng mình lại làm gì không vừa ý nên Du Chung chuẩn bị tiếp cận mình gây ra rối cho mình. Du Chung vẫn luôn quan sát Hong Su và nở một nụ cười khó hiểu. Ngồi trong lớp đợi thầy điểm danh thì Hong Su không thấy tên của mình. Sau khi lên phòng hỏi thì lại hiện thông tin rằng cô đã đổi lớp khiến cô vô cùng bất ngờ. Sau khi bị hủy lớp, giáo viên mình muốn học thì Hong Su đi học như người trên trời. Đang ngồi suy nghĩ về việc khó lấy học bổng nếu học lớp này thì đột nhiên Du Chung cũng xuất hiện ở trong lớp lại hỏi thăm cô. Khi ra khỏi lớp thì Du Chung chạy theo Hong Su mà nói muốn rủ cô đi ăn tối nhưng bị Hong Su từ chối. Anh cũng biết được rằng lớp học của cô đã bị hủy còn hỏi cô có nghi ngờ ai không nhưng Hong lẽ lại bảo mình nghi ngờ anh nên Hong Su nói rằng sẽ cố gắng bắt được hắn rồi đi trước. Du Chung tìm đến phòng làm việc của giáo viên nhờ thầy hỗ trợ tìm ra kẻ đã hủy tiết của Hong Su. Bên phía Hong Su thì cô đang năn nỉ thầy giáo chấp nhận thêm mình vào lớp vì trường hợp của cô bị người ta hại nhưng thầy không đồng ý. Chuyển cảnh thì đang ở quán cà phê làm thêm thì cô lại gặp Du Chung. Anh mua một ly cà phê và một ly kem dâu sau đó cho Hong Su ly kem dâu kia làm cô không biết anh có ý gì. Cô vừa nhận được điện thoại thì Cong Bít chạy đến lớp nhưng giáo viên đang điểm danh. Đến lớp thì cô bị cho vào danh sách đi học muộn và giáo viên nói rằng đi muộn 3 lần bằng một lần vắng mặt mà vắng mặt 3 lần thì rớt môn. Đang ở trong thư viện thì một cô bạn đến tìm Hong Su nói rằng hôm đó cô thấy Du Chung dùng máy tính ngay sau khi Hong Su rời khỏi đó nên Hong Su càng chắc chắn đó là do anh ta làm và kể cho Bo ra cùng ơn tê nghe. Đang định đi xem lại máy quay an ninh thì Du Chung bước tới nói rằng cô thực sự nghi ngờ anh à rồi hẹn cô 6 giờ chiều cùng nhau xem lại máy quay còn đưa cho cô một lon nước. Đến giờ hẹn thì không thấy Du Chung đến nên ba người xin vào bên trong trước xin xem lại camera an ninh. Sau khi xem lại thì thấy Du Chung chỉ đứng ở đó rồi dài đi luôn trước thời gian môn học bị hủy. Định xem cố nhưng bị ông bảo vệ đuổi ra ngoài ngay khoảnh khắc sau đó thì một người khác đã đến trước máy mà Hong Su đã sử dụng. Du Chung bên kia cũng hẹn người đó ra để nói chuyện thì ra đó chính là anh khóa trên mà trước đã nói Hong Su tố cáo mình. Thấy cậu đã biết hết mọi chuyện thì anh ta bắt đầu cầu xin cậu bỏ qua cho mình. Đang trên đường chán nản đi về vì không biết được thủ phạm là ai thì Hong Su gặp Du Chung đi hướng đối diện sau đó thì xin lỗi anh. Du Chung muốn rủ cô đi ăn tối nhưng lại bị từ chối. Chuyển cảnh một cậu trai đang ngồi khi thấy bà chị đi xuống xe cùng với một người đàn ông sau đó còn bị hắn ta chửi không biết làm gì mà chị bám theo dài. Cậu em đi ra chửi hắn ta sau đó hắn ta bỏ lên xe chạy mất. Hôm sau đang ngồi học nghĩ rằng học ở lớp này sẽ không phải gặp Du Chung nhưng đột nhiên cậu đi vào nói rằng mình đã đổi lớp con ngồi ngay cạnh Hong Su làm cô rất khó xử. Sau khi ngồi hết Tết đến giờ về cô giáo vừa nói kết thúc giờ học thì Hong Su vội vã đi ra ngoài Du Chung không kịp mời ăn trưa. Những ngày sau đó thì Hong Su liên tục tránh mặt Du Chung. Một lần khác anh sẽ điện cầu thang xuống thì gặp chú Chung nên Hong Su đã quay mặt và đâm phải một đám bạn Du Chung vội vã dậy đỡ cô nhưng cô bảo mình không sao với thái độ vô cùng hốt hoảng. Ra đến ngoài Hong Su căng thẳng nghĩ vì chuyện mình hiểu lầm mà Du Chung cứ bám theo mình nên đã nói xin lỗi anh. Du Chung nói nếu muốn xin lỗi thì phải đi ăn với anh nên Hong Su miễn cưỡng đồng ý. Sau đó hai người đã có một bữa cơm ở cửa hàng tiện lợi cùng với cơm nắm. Đang trên đường đi về thì gặp cô em bạn thân của Hong Su.
Nhìn thấy Du Chung đẹp trai nên hai mắt cô sáng lên. Sau đó Hong Su còn dặn cô em nên cẩn thận với giai đại học vì trông có vẻ đẹp mã nhưng sống không ra gì. Hôm sau đến trường thì Hong Su đột nhiên bị một cậu giai chặn đường lại hỏi tòa nhà học quản trị kinh doanh ở đâu nhưng cô bảo anh hỏi bảo vệ chứ cô rất bận rồi bỏ đi. Anh ta kéo cô lại rồi còn làm ngã cô, bảo vệ thấy thế liền đuổi theo cậu ta. Khi vào lớp học định mang máy tính ra lấy tài liệu thì cô phát hiện sau cú ngã vừa nãy thì máy tính của cô bé bét rời cả bàn phím. Đang bất lực không biết làm thế nào thì Du Chung ở đằng sau thấy vậy liền mang máy tính lên cho cô mượn. Thấy Hong Su miệt mài đánh máy còn suýt bị cô giáo gọi thì Du Chung đã lấy cớ hỏi để thu hút sự chú ý của cô giáo giúp Hong Su tiếp tục hoàn thành bài. Cuối giờ cô bảo thu báo cáo thì Du Chung nhận mình sẽ làm rồi đứng nhìn Hong Su. Đợi cô viết xong, Hong Su hỏi rằng có nhất thiết phải đứng nhìn như vậy không? Du Chung hỏi anh làm cô mất tập trung à thì cô bảo đúng vậy. Nghe thế thì Du Chung có vẻ vui còn nói cô dạo này cũng làm anh mất tập trung khiến cô đứng hình vài giây. Sau đó anh còn giúp cô in tài liệu. Hong Su nói ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này cô bạn Chu Jun đi vào thì thấy hai người đang nói chuyện với nhau nên tỏ ra khó chịu. Sau khi Du Chung rời đi thì Chu Jun cho rằng Hong Su đang tán tỉnh Du Chung. Hong Su giải thích mà cô ta không nghe rồi bỏ đi. Nhìn vẻ mặt khó ưa chắc chắn là vai phản diện rồi. Chu Jun sau đó đi vào phòng giáo viên thì thấy được bài báo cáo của Hong Su ở trên bàn nên đã lấy nó đi. Hong Su đang ở thư viện thì phát hiện mình để quên Yusup nên quay trở lại phòng để lấy thì vô tình gặp Chu Jun đang cầm bài báo cáo của mình. Bị phát hiện thì Chu Jun còn nói rằng nếu cứ lởn vởn trước mặt Du Chung thì cô ta sẽ không dừng lại với bài báo cáo đâu. Đúng lúc nó Du Chung đi ra và nghe thấy sự việc nên bảo Hong Su đi nộp bài báo cáo. Thấy anh ra thì Du Chung dở giọng ỏng ẹo nhưng bị Du Chung nói rằng anh chưa bao giờ đối xử đặc biệt với cô nên đừng tưởng bở và hãy đi xin lỗi Hong Su đi. Tôi nghe mà quê dùng luôn. Cô giáo không chấp nhận Hong Su nộp bài muộn nhưng Du Chung đã đi vào nói đỡ giúp cô nên đã được cô giáo bỏ qua lần này. Đang suy nghĩ vì sợ bị điểm thấp thì Du Chung nói sẽ giúp cô lấy điểm cao trong bài tập nhóm để vớt điểm lần này. Hong Su ngơ cả người thật sự không biết anh ấy muốn gì mà đối xử với mình như thế. Có vẻ như thư viện là nơi học tập lý tưởng nhưng Hong Su đến thì không còn chỗ nên đã mượn phòng câu lạc bộ của cậu bạn Eun Tae để học. Chu Jun trên đường về đi qua đó thì một ông chú say rượu làm phiền cô. Khi thấy Hong Su ở trong đó thì cô ta bảo ông say rượu vào đó sẽ tìm được một cô gái biết nghe lời. Có khi còn có thêm rượu nữa. Sau đó cô ta gãi vừa hốt hoảng chạy tới chỗ Du Chung nói với anh rằng Hong Su đang gặp nguy hiểm. Nhưng anh thừa biết rằng cô ta đang ra vẻ nên đã lái xe bỏ đi làm cô ta quên lần hai. Ở tòa nhà thì Ghê Chung nghe thấy tiếng động vô cùng sợ hãi. Đang vác cặp định chạy về thì cô bị ông say rượu kia túm lại. Rồi còn đập chai rượu vào tay làm cô bị thương. Cũng may là bảo vệ của tòa nhà nên kịp bắt ông ta lại. Hôm sau đi học thì Du Chung gặp Hong Su và thấy tay cô bị thương sau đó dẫn cô ra ngoài ngồi còn quan tâm thay băng vết thương cho cô. Hong Su đang ngồi học thì được một anh khóa trên nhờ tìm tài liệu giúp nhưng khi mở máy tính ra thì cô lại thấy. Được bài viết mà lúc trước tố cáo anh khóa trên là ăn chặn tiền và cô nhận ra mình lúc đó đã hiểu lầm Du Chung. Thấy anh đang đứng ở dưới thì cô xuống mà nói muốn mời anh một bữa để xin lỗi. Chuyển cảnh thì Hong Su vừa đi đến trường bị ngay hai người bạn lôi vào trong phòng thay quần áo trang điểm để cho cô chuẩn bị. Đi hẹn hò sau giờ học, bước vào lớp thấy Du Chung nhìn mình cô vô cùng ngại ngùng nhưng Du Chung lại khen cô rất xinh. Cô em gái nhắn tin nhờ Hong Su giúp hẹn hò với Du Chung. Nên sau đó ông Su đã hẹn anh vào lúc tan học. Ngồi ở căng tin cùng nhau một lúc thì Hong Su nói rằng có việc đột xuất nên đã để hai người ngồi với nhau. Đang ngồi xem mắt thì Hong Su gặp cậu trai hôm trước đã là mình đã ở trường anh ta thấy vậy liền đến nói Hong Su đi xem mắt một tên nhầy nhụa còn chửi anh kia xối xả. Do quá xấu hổ nên cô bỏ về, vừa về đến trước cửa thì thấy Du Chung đứng ở đó cô rất ngạc nhiên. Hong Su hỏi chuyện về cô em gái thế nào rồi thì anh nói rằng cô tiếp cận anh thì ra có mục đích rồi bỏ đi. Cậu trai sau khi gặp Hong Su thì nhặt được điện thoại của cô để quên nên đã mở ra xem thì thấy ảnh chụp chung với Du Chung. Thì ra cậu ta quen biết anh sau đó lấy điện thoại của Hong Su gọi cho anh. Thì ra cậu ta tên là Baek In-hu, thấy cậu ta cầm điện thoại của Hong Su nên Du Chung đã tìm đến chỗ cậu. Đến nơi thì In-hu nói bao năm qua mà không hỏi thăm cậu ấy. Du Chung bảo quan hệ tốt đẹp vậy sao mà phải hỏi thăm. Hôm sau đi đến lớp thì Du Chung làm ngơ Hong Su, cô lại gần chỗ cậu nói xin lỗi nhưng Du Chung bảo đang nói chuyện với bạn rồi lờ cô đi. Đến tận lúc về thì Hong Su vẫn suy nghĩ về thái độ của Du Chung, đột nhiên cô lại cảm thấy không thoải mái khi bị anh giận và làm ngơ. Cô em đến tìm Hong Su kể cho cô nghe về buổi hẹn hôm đó. Sau khi Hong Su rời đi thì Du Chung cứ ngồi đó mà chẳng nói câu gì. Cuối cùng thì hỏi địa chỉ nhà Hong Su, cô em gái nói có lẽ anh ấy thích Hong Su vì khi nghe cô đi xem mắt thì mặt anh tối sầm lại. Hong Su mồm thì phủ nhận nhưng trong đầu cứ nghĩ tới mấy lời đó của cô em. Sau khi biết được In-hu đang cầm điện thoại của mình thì cô đã đi đến chỗ anh ta. Anh hỏi cô đang hẹn hò với Du Chung à làm cô phụt cả nước. Còn bảo cô không phải gu của Du Chung, tóc tai thì bù xù còn có 5 cái đuôi lợn ở trán. Hong Su nghe vậy tự ái bảo anh ăn gì vô duyên thế, sau đó còn phải trả tiền bữa ăn để được lấy lại điện thoại. Trên đường về thì In-hu phát hiện ra hai người đi cùng đường nên đoán ngay rằng cô sống ở gần đây, nhưng Hong Su lại bảo là đi nhầm. Về đến phòng thì Hong Su nhận được tin nhắn hẹn gặp lại từ In-hu, cô dãy đành đạch vì anh ta lấy được số của mình. Còn sợ bị rình mò nên đi kéo kín cửa lại, đang họp nhóm để làm bài tập thì anh khóa trên tên sang Chu ấy lại nói rằng mình không thoải mái nên không có hứng họp.
còn hai bạn kia thì không biết tìm tài liệu ở đâu. Về nhà thì Hong Su còn nhận được tin nhắn nói làm hộ cả phần của Sang Chu, còn cô bạn kia thì không biết gì nhắn tin hỏi. Hong Su bất lực với quả nhóm lăn vật ra giường dãy đành đạch, hôm sau đi học thì chả có ai đến, còn thấy Sang Chu đăng ảnh đang uống rượu nên cô tìm đến tận quán. Sau đó bị một anh chơi với Du Trung giữ lại uống rượu say khướt. Du Trung đang ngồi xem lại tài liệu thì gọi cho anh đang ở quán rượu nói mình sẽ tạt qua đó lấy. Cậu bạn ngồi bên cạnh nói với Du Trung rằng anh ta là một kẻ hay chuốc say bạn gái rồi đưa đi nhà nghỉ. Du Trung lập tức đến đó thì thấy anh ta chuẩn bị đưa Hong Su đi nên Du Trung đã dẫn cô ra ngoài nói sẽ đưa cô về, ra ngoài tống cô lên taxi rồi qua lại. Gặp ngay anh bạn kia nói anh ta tốn công dụ cô mà cậu đến thích làm gì thì làm à. Du Trung nói nếu không muốn những chuyện bẩn thỉu bị bại lộ và bị thất nghiệp cả đời thì để ý hành động của mình vào. Du Trung nhận được điện thoại của bố nói dẫn In Hu về nhà chơi. Vậy là cậu trở về nhà cùng với In Hu và bà chị của cậu ta. Bốn người ngồi ăn cơm với nhau nhưng có vẻ Du Trung không thoải mái. Sau bữa ăn thì Du Trung ra gặp riêng In Hu nói chuyện, bảo cậu đừng đổ lỗi cho người khác đã hủy hoại cuộc đời mình. Đồng thời hãy cùng bà chị ăn bám lo mà biến khỏi chỗ này. In Hu nghe vậy thì rất tức giận đạp bay cái gương ô tô. Du Trung sút cậu ta một cái nói coi như là phí sửa chữa rồi lái xe bỏ đi. Hong Su thì như phát ngộ vì hôm sau là ngày phải hoàn thành bài nhưng không ai trong nhóm gửi tài liệu cho cô. Tính đi ngủ cho chết cả đám luôn nhưng với một con người áp lực về điểm số thì cô lại bật đầu dậy làm hết tất cả các phần đến tận sáng. Vừa tính chợp mắt tí thì cô giật mình dậy chuẩn bị tiếp nội dung thuyết trình. Đến lớp thì mấy người trong nhóm tỏ vẻ mặt hối lỗi lấy lý do này nọ. Hong Su chẳng thèm nói gì mà đưa nội dung thuyết trình cho họ, vào tôi đấm cho mấy phát. Sau đó từng nhóm lên thuyết trình, thấy nhóm nào cũng có lỗi nên Hong Su nghĩ cứ như thế này thì may ra nhóm mình mới được điểm cao. Đến nhóm Du Trung thì khỏi phải nói rồi, anh gánh tem nên mọi thứ đều ok. Nhưng khi nhóm của Hong Su lên thuyết trình ấp úng thì cô phát hiện ra bài chỉ có duy nhất một người làm, thế là đã cho cả nhóm được điểm thấp nhất. Nghe câu ấy như sét đánh ngang tai, Hong Su vô cùng buồn bã, những người trong nhóm thì lắm mồm đổ lỗi cho nhau. Hong Su nhìn thấy cô bạn bên cạnh đã làm phần của cô ta nhưng không gửi cho Hong Su. Do quá bất lực nên Hong Su chỉ nhìn rồi bỏ ra ngoài, sau đó cô đến tìm cô giáo mong rằng vì nỗ lực của mình mà có thể cải thiện điểm nhưng bị cô từ chối. Hai người bạn đi cùng Hong Su đang nói về chuyện đi chơi thì Hong Su đột nhiên nổi giận thế là cãi nhau với cô bạn Bo ra. Du Trung nhìn thấy cô bỏ đi nên anh gọi cô nhưng không phản ứng gì. Sau đó Du Trung đã đi theo cô trên cả đoạn đường về nhà. Đột nhiên anh lại thấy In Hu ở đó. Hai người đi cùng nhau có vẻ vui vẻ. Du Trung lấy làm lạ. Hong Su về nhà trong đầu liên tục suy nghĩ về những lời cô giáo nói rằng mình là sống sai cách. Hôm sau đi học thì cô cũng ngại chạm mặt với mọi người. Gặp cô bạn Bo ra thì chỉ nói được vài câu. Đang loay hoay lấy nước thì cô gặp được Du Trung nên đã hẹn anh ra ngoài và xin lỗi anh vì tự ý sắp đặt cuộc hẹn với em mình. Hong Su nói không có ý lợi dụng anh để sắp đặt cuộc hẹn đó. Du Trung cũng xin lỗi vì tỏ ra thái độ thờ ơ với Hong Su. Cô mời anh đi ăn tối, nghĩ anh sẽ ăn gì đắt tiền nhưng anh lại chọn đi ăn cơm nắm như lần trước. Du Trung đưa Hong Su về. Trên đường đi thì cô hỏi anh có biết ai tên là Baek In Hu không thì anh nói sau này cô nên tránh xa một người như hắn. Thấy không thiện chí với nhau lắm nên cô không hỏi gì thêm. Đến trước cửa đang định vào nhà thì Du Trung kéo tay Hong Su lại và hỏi cô có muốn hẹn hò với anh không làm cô mắt chữ O mùng cũng chữ O đơ cứng người. Cô bảo rằng hơi đột ngột và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có bạn trai. Sau một hồi ấp úng thì Hong Su đã đồng ý hẹn hò với Du Trung. Vào trong nhà thì Hong Su quật quại vì không thể tin được rằng Du Trung lại đề nghị hẹn hò với mình. Hôm sau khi đến trường Hong Su lo rằng Du Trung sẽ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người nhưng cô không ngờ khi cô chào anh thì anh lại chào lại bình thường và bỏ đi cùng với bạn. Tôi đến về nhà thì Hong Su vẫn đợi tin nhắn của Du Trung nhưng chẳng thấy gì, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng, điện thoại kêu lên. Hong Su bật dậy thì là tin nhắn của Eun Tae hẹn mai đi ăn. Hôm sau cả Bo ra cũng đến nên hai người đã làm hòa với nhau. Hong Su kể rằng Du Trung tỏ tình với cô nhưng lại chẳng liên lạc gì. Hỏi hai người nên làm gì bây giờ, nói mãi hai người còn không tin Du Trung đã tỏ tình với Hong Su. Trên đường về thì Hong Su nhận được điện thoại của một trợ giảng ở trường nói rằng cô có đồng ý làm việc ở văn phòng trường không. Đúng lúc cô đang tìm việc làm nên đồng ý luôn. Cô bạn Bo ra nói rằng cô nên gọi điện cho Du Trung trước và nói với anh ấy rằng mình sẽ làm ở văn phòng trường sau đó hỏi anh ấy ý kiến thế nào, tìm cách mà nói chuyện. Tôi đến Hong Su trở về viết tin nhắn rồi mà đắn đo mãi mới dám gửi hồi hộp đợi Du Trung trả lời. Đang mải chơi game nên sau khi trả lời xong anh vứt điện thoại ra một góc rồi chơi tiếp. Nhận được tin nhắn thì Hong Su vội vã mở ra xem nhưng chỉ thấy anh nói vậy thì tốt rồi chúc cô có một kỳ nghỉ vui vẻ làm cô tụt cảm xúc. Sáng ngày hôm sau Hong Su đi đến trường để tiếp nhận công việc. Vừa đến đã bị thấy mắng mà đến muộn mặc dù chưa đến giờ. Tưởng làm gì thì ra cô bị gọi đến để lau chùi rửa chén pha cà phê rồi sắp xếp hồ sơ. Đang làm việc thì đột nhiên Du Trung mở cửa phòng bước vào làm Hong Su rất ngạc nhiên. Anh nói với thầy cô rằng muốn cùng Hong Su đi ra ngoài một lát. Thầy cô hỏi hai người đang hẹn hò à thì anh gật đầu. Nói chuyện được một lúc thì Du Trung hỏi Hong Su cuối tuần này có rảnh không hai người sẽ đi hẹn hò. Đến hẹn Hong Su ở nhà chọn quần áo trang điểm rũi quả tóc mái đuôi lợn của cô để chuẩn bị đi hẹn hò với Du Trung. Cô mặc đồ đi ra ngoài thì mắt gặp In Hu đi phỏng vấn về. Cô chê anh đi phỏng vấn mà ăn mặc như côn đồ anh nói cô cuối tuần mà đi đâu đi hẹn hò mà ăn mặc thế này trông như người ở viện dưỡng lão.
Nghe thế thì cô đã về thay áo rồi mới đến chỗ Du Trung, cô chị Inha của Inhu đang mua sắm ở trung tâm thương mại thì được báo là thẻ rút tiền đã bị khóa. Sau đó cô gọi điện cho bố của Du Trung hỏi sao ông lại khóa thẻ của cô ấy, ra vẻ nhõng nhẽo. Ông nói rằng cô chỉ cần chăm chỉ học để lấy bằng thì sẽ có công việc, tại sao lại không biết nắm lấy cơ hội, thì cô bảo cô học hơi rốt nên kỳ thi đó quá khó. Cô ta vô cùng khó chịu khi biết được rằng Du Trung là người đề nghị cho cô đi học. Hong Su cùng Du Trung đi hẹn hò ở rạp xem phim, sau đó cùng nhau đi ăn. Vừa mở menu ra thì Hong Su hú hồn vì giá ở đây quá đắt so với những gì cô từng ăn. Inha sau khi bị ông thôi bố Du Trung cắt tiền thì đã gọi điện đến để xin tiền cậu em Inhu. Hong Su lết cơ thể mệt mỏi sau một ngày hẹn hò về căn phòng quen thuộc, tự hỏi rằng mọi người đều hẹn hò vất vả như này sao, đi lúc thêm đồ ăn thì trong nhà chả còn gì nên cô đành phải ra cửa hàng tiện lợi để ăn. Gặp ngay Inhu ở đó, nhìn thấy Inhu thuận cả hai tay thì Hong Su bày tỏ sự ngưỡng mộ. Inhu nói lúc đầu anh thuận tay trái nhưng sau một tai nạn thì mới chuyển sang tay phải. Inhu nói rằng Du Trung đã làm thế khiến cho Hong Su ngạc nhiên, anh còn bảo cô cũng nên cẩn thận với Du Trung. Về nhà thì Hong Su suy nghĩ Inhu có vẻ không phải người xấu, rồi cô lại suy nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Inhu và Du Tùng mà hai người lại giữ thái độ như vậy với nhau. Khi đến trung tâm để hỏi về khóa học tiếng Anh mà Du Tùng đã giới thiệu thì cô được miễn phí khóa học đó. Đang chuẩn bị ra về thì cô nhìn trên tấm ảnh quảng cáo có hình của Inhu. Tưởng nhận nhầm người thì thấy Inhu đang làm việc ở đây. Anh nói anh vừa làm mẫu ảnh cho trung tâm vừa làm lao công. Thầy trợ giảng mang đến một đống tài liệu nói Hong Su phải hoàn thành trong một ngày. Lần này Hong Su không chịu đựng nữa mà đã đứng dậy từ chối, nói rằng sẽ cố gắng xong sớm chứ một ngày thì không thể. Cùng lúc đó Du Trung đến gặp và dẫn Hong Su ra ngoài, nhưng khi hỏi cô ở đó còn gì thú vị không thì cô nghĩ rằng mối quan hệ của Inhu và Du Trung không tốt, có lẽ không nên nói chuyện đã gặp Inhu ở gió nên cô nói rằng không có gì thú vị nữa. Sau đó thì Du Trung nói đi trước với vẻ mặt rất nghi ngờ vì anh đã biết rằng Inhu làm việc ở trung tâm tiếng Anh đó. Đến trung tâm học tiếng Anh, Hong Su lại gặp Inhu ở đó. Hai người ngồi trong phòng học nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến tối thì Inhu cùng Hong Su đi về nhà. Du Trung đứng ở cửa đã nhìn thấy hai người đi với nhau. Thấy Du Trung lo lắng cho Hong Su thì Inhu nói đều. Du Trung bảo cô ấy là bạn gái anh thì anh lo lắng là điều bình thường. Sau đó Du Trung bỏ đi. Hong Su thấy vậy thì liền đuổi theo muốn giải thích việc mình đi cùng với Inhu. Cô nói do trời mưa mà không có ô tiện đường nên cô mới đi về cùng cậu ấy. Du Trung vô cùng khó chịu và tức giận vì đã nói cô tránh xa Inhu nhưng cô lại không làm theo. Đột nhiên trời lại đổ mưa. Hong Su không giấu cảm xúc của mình nữa mà hỏi anh lý do tại sao mình lại tránh xa Inhu, nhưng anh chỉ nói rằng cậu ta không phải là anh. Hong Su nghe vậy thì không chấp nhận được, nói rằng chỉ vì lý do đó thôi sao. Du Trung thấy vậy nên đã che ô cho cô rồi nói đi vào nhà ngủ và không muốn cãi nhau với cô. Chuẩn bị đi vào nhà thì Hong Su nhận được điện thoại của Bo Ja nói rằng bố của cô vừa mới bị mất. Hong Su nghe vậy thì vội vã chạy đến chỗ của Bo Ja nên Du Trung đã lấy xe của mình đưa cô đi, ngồi đợi ở ngoài mà Hong Su ngủ thiếp đi. Du Trung mang đến cho cô rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ngồi nhìn cô ngủ mà anh cũng ngủ lúc nào không hay. Hong Su giật mình tỉnh dậy thì lấy chăn đắp cho Du Trung. Bác sĩ Ja nói rằng bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công. Bo Ja cảm ơn mọi người vì đã đến. Sau đó thì Hong Su cùng Du Trung đi về. Anh muốn ngồi xuống nói chuyện với cô. Inhu trước đây là con của một giáo sư thân thiết với bố anh. Sau khi ông qua đời thì gia đình anh đã nhận nuôi và giúp đỡ cậu ấy. Inhu rất giỏi chơi đàn nhưng sau một lần bị đánh ở trường thì tay cậu ta đã bị thương. Cậu nói rằng đó là lỗi của Du Trung nên hai người đã xảy ra hiểu lầm đến bây giờ vẫn chưa hóa giải được, vì thế mà anh mới bảo cô tránh xa cậu ta, sợ rằng cậu ta sẽ trút cơn giận đối với anh lên người Hong Su. Sau khi giải quyết được vấn đề giữa hai người thì Du Trung lái xe chở Hong Su về nhà. Đến trung tâm tiếng Anh thì cô định gặp Inhu để xin lỗi về chuyện tối hôm trước nhưng anh lại luôn miệng cà khịa cô là người yêu của Du Trung làm cô vô cùng khó chịu. Hong Su bảo Inhu nói gì thì nói ra chứ đừng vô duyên như thế. Thế là anh bảo từ này coi như không quen biết đi, không thích nói chuyện thì không phải cố. Thế là Hong Su ok luôn làm anh đứng hình. Du Trung và Hong Su đang cùng ăn thì Du Trung hỏi tại sao cô lại gặp và chơi chung với Bo Ja và Eun Tae thì cô nói rằng họ quen nhau ở một trung tâm. Còn nói về ấn tượng đầu tiên của Bo Ja làm cô hơi sợ. Đột nhiên Du Trung hỏi cô về ấn tượng của cô đối với anh thế nào làm Hong Su ngại ngùng cúi mặt xuống. Đang đi trên vỉa hè thì suýt bị xe máy tông. Du Trung kéo cô vào người thì cô hốt hoảng đẩy ra. Chắc quên mất là mình đang có người yêu. Về đến nhà hai người nhắn tin với nhau cười tủm tỉm. Đúng là có tình yêu tí nó khác hẳn. Inha hết tiền đến tìm Inhu để xin tiền thì cô thấy cậu đi theo Hong Su. Inha lấy cớ tiếp chuyện với Hong Su rồi mượn điện thoại gọi cho Inhu, còn nói nếu không mang tiền đến thì không biết sẽ làm gì với bạn gái cậu. Nghe thế thì Inhu lập tức chạy đến nơi rồi kéo Inha đi trước sự không hiểu gì của Hong Su. Hai chị em cãi nhau. Inhu còn định đánh chị ta thì Inha tỏ vẻ mặt dưng dưng nói cậu cũng như bà dì trước kia thôi. Đột nhiên Inhu nhớ lại khi hai chị em còn bé đã bị bà dì bạo hành. Inha cùng Inhu muốn cầm tiền của bà ta bỏ trốn thì bị bà dì bắt lại. Inhu thì may mắn nhảy ra trước gặp được bố của Du Trung. Inha ngay sau đó cũng thoát ra được nói muốn đi theo bố của Du Trung, còn cho ông xem những vết thương mà mình bị bà ta đánh. Quay trở lại hiện tại cầm bọc tiền trong tay, Inha nghĩ rằng mới tỏ ra đáng thương mà Inhu đã bị lừa, còn chê anh là đồ thảm hại. Đang mơ màng thì Hong Su nhận được điện thoại của Du Trung nói đang đến chỗ cô nên cô hẹn gặp anh ở quán rượu gần nhà.
Đến nơi thì Du Chung gặp được bạn cũ, In-hu đang trên đường về thì thấy một tên mặc đồ đen giấu viên gạch vào người rồi đi về phía nhà Hong-su. Ông thầy trợ giảng của Hong-su vừa đi ra ngoài thì bị tên áo đen kia cầm gạch đập vào đầu ngã ra rồi hắn lấy chìa khóa trong người anh. In-hu đến nơi thì thấy có người đang nằm dưới đất nên vội vã kêu người gọi cấp cứu. Ở bên kia thì sau khi gặp được Hong-su ở quán nhậu quen càng thêm quen nên anh bạn cũ của Du Chung đã uống say nên hai người đưa anh ta trở về nhà. Sáng hôm sau cảnh sát đến để điều tra vụ tấn công tối qua, còn muốn vào khám xét nhà của anh Chu Dông kia. Sau khi khám thì phát hiện ra đồ lót bị trộm ở trong nhà và bị bắt đến đồn. Hong-su nghĩ rằng Du Chung thân với anh ấy nên đã gọi điện cho anh nhưng Du Chung chỉ nói rằng nếu anh ấy không làm thì sẽ tự được thả ra thôi. Về nhà thì đột nhiên thấy có tiếng cãi nhau bên phòng của anh Chu Dông. Điện qua hỏi thăm thì thầy trợ giảng mở cửa ra, đang tức giận nhìn thấy Hong-su lại càng giận hơn. Thầy nói thẳng ra Hong-su và Du Chung có vẻ thoải mái khi nắm được điểm yếu của thầy nhỉ. Hong-su không hiểu chuyện gì thì thầy nói tiếp rằng Du Chung đã uy hiếp anh vứt báo cáo của cậu ta đi để cho Hong-su có học bổng. Nghe vậy thì Hong-su ngỡ ngàng. Sau đó hẹn Du Chung ra nói chuyện, anh nói không muốn cô nghỉ học, muốn giúp đỡ cô nhưng không biết làm cách nào vì khi đó hai người chưa nói chuyện hơn nữa còn có hiểu lầm nên anh mới làm như vậy. Hong-su nghe vậy thì bị tổn thương như kiểu được thương hại vậy nên đứng dậy bỏ đi. Du Chung đứng đó không biết nói thế nào chỉ biết đứng nhìn cô rời đi. Sau đó cậu đã tìm đến thầy trợ giảng tính cho thầy ấy một trận nhưng bị Chu Dông ngăn lại cầu xin cậu bỏ qua. Thấy vậy thì Du Chung nói sẽ bỏ qua với một điều kiện rằng Chu Dông nên trở về gia đình và chỉnh đốn lại bản thân trước mối quan hệ này. Sau khi gặp và nói chuyện với cô bạn Bo ra xong thì cô quyết định hẹn Du Chung ra để nói chuyện. Ở trung tâm tiếng Anh cô thấy In-hu đang nhăn nhó. Cô lại còn hỏi thì anh bảo đang đau đầu vì không biết cô sẽ mời mình ăn cái gì. Hong-su nói sao lần này nhìn thấy cô anh cũng nhắc đến chuyện ăn uống. In-hu bảo cô hứa sẽ mời anh một bữa mà giờ lại vờ như không biết. Thế là Hong-su hẹn anh tối hôm đó đi ăn. In-hu đứng đợi trước cửa hàng tiện lợi thì nghe được một giọng quen thuộc trên TV, đó là thầy giáo dạy đàn của anh. Nhớ lại trước kia anh là một người chơi piano rất giỏi, là một học sinh có tài năng đặc biệt mà thầy rất yêu quý. Nhưng sau khi bị đánh trong một cuộc ẩu đả thì tay anh đã bị thương làm anh vô cùng sốc, cũng không luyện lại đàn nữa. Hong-su đến thì thấy anh đang dầm mưa còn khóc nên chạy lại che cho anh mà cũng không hỏi gì. Du Chung đến trước cửa nhà Hong-su đợi cô trong mưa. Một lúc sau thì Du Chung tìm đến quán và gặp Hong-su mới In-hu đang ngồi uống rượu với nhau. Du Chung nói đã bảo In-hu tránh xa những người anh quen rồi mà không nghe. In-hu bảo rằng do Hong-su mời uống nên không nghe anh được. Thấy bảo vậy thì Du Chung cũng ngồi đó uống chung cùng hai người luôn. Uống được một lúc thì Hong-su say còn nói hai người như học sinh cấp một suốt ngày cãi nhau. Nói chán thì cô gục xuống bàn ngủ. Về đến gần nhà thì hai người bị em của Hong-su ném chai nước vì nghĩ hai anh làm gì chị mình. Sau đó ba người đỡ Hong-su về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Hong-su giật mình khi thấy cậu em ngồi đó. Cậu còn nói đùa rằng tối hôm qua Hong-su đã nôn vào đầu Du Chung làm cô hú hồn. Hong-su dãy đành đạch nói rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Hong-su gặp Du Chung và nói xin lỗi anh vì đã nổi giận khi chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Sau đó ai người đã làm hòa. Hong-su còn rủ Du Chung đi xem phim. Khi về đến nhà Hong-su còn tặng cho Du Chung bộ chiếc đồng hồ làm anh bất ngờ. Còn ôm cô và nói cảm ơn. Du Chung trở về với tâm trạng hí hửng bỏ đồng hồ mới được Hong-su tặng ra đeo thử. Đang đi mua đồ ở cửa hàng thì đột nhiên cô gặp người tên là Jong-gon ở đó. Cô nhớ lại thì khi xưa anh ta cứ đeo bám mình lại còn nói với mọi người rằng cô thích anh ta. Ra khỏi quán định đi ngõ sau thì anh ta ở đó chặn cô lại bảo muốn nói chuyện với cô. Hong-su liên tục muốn đi nhưng bị anh ta ép vào tường. Khi biết cô và Du Chung đang hẹn hò thì anh ta càng làm quá lên. Đột nhiên In-hu từ đằng sau lao tới đạp cho hắn một phát rồi đánh cho một trận để hắn đi. Thấy tay In-hu bị thương nên Hong-su đã mua băng vết thương rồi để ở bàn cho anh. Lúc tan học Hong-su thấy Du Chung đã đứng đợi mình ở ngoài cửa nói rằng muốn đưa cô về. Về đến chỗ ở thì thấy cảnh sát đang ở đó rất nhiều điều tra về tên biến thái xuất hiện mấy ngày hôm nay. Do lo lắng cho Hong-su nên Du Chung đã đề nghị ở lại với cô vì cảm thấy không yên tâm. Đã tắt đèn đi ngủ rồi nhưng do còn sớm nên không ngủ được hai người dậy lấy album ảnh ra xem. Du Chung hỏi Hong-su rằng tại sao cô lại thích anh trước là cô cũng đâu có ưa gì anh. Hong-su nói rằng anh luôn xuất hiện giúp đỡ cô rồi lại mời cô đi ăn sau đó tỏ tình rồi lại đột nhiên biến mất không liên lạc. Làm cô thích anh lúc nào không hay. Sau một hồi tâm sự thì hai người quyết định đi ngủ. Do In-hu đánh tên kia nên hắn ta tố cáo ở trung tâm vì vậy anh bị giám đốc cho thôi việc. Hong-su nghe được thì cảm thấy vô cùng có lỗi và rất buồn khi biết anh sắp phải rời đi. Hôm sau là ngày Hong-su chuyển nhà là mọi người đã đến rủ cô đi ăn. Đến tối về nhà thì đang chuẩn bị mở cửa. Từ trong phòng cô tên mặc đồ đen biến thái bước ra sau đó còn bóp cổ cô ghì Hong-su vào tường. Du Chung đi vào nhìn thấy vậy thì bảo hắn thả cô ra nhưng hắn lại đạp Hong-su ngã từ trên cầu thang xuống. Hắn chạy ra ngoài thì gặp In-hu cùng với em trai Hong-su. Hai người đuổi theo nhưng hắn đã chạy đâu mất. Gọi điện cho Hong-su. Du Chung bắt máy rằng sẽ đến đó và bảo Bo ra với Eun Tae ở đó với Hong-su. Du Chung đã tìm ra được hắn nấp trong một con hẻm nên đã đánh cho hắn một trận. Hắn còn hỏi anh Hong-su có biết anh là một kẻ điên thế này không. Bên phía kia thì cảnh sát cùng Bo ra đang đưa Hong-su ra xe để đến bệnh viện thì có một tên khác chạy đằng sau nên anh cảnh sát đã để Hong-su ngồi đợi một lát.
trùng hợp lại để cô ngồi ngay bên cạnh con hẻm mà Du Trung đang ở trong đó đánh tên biến thái kia, và cô đã nghe thấy tất cả cũng như hành động của Du Trung. Ra khỏi đó, Du Trung thấy Hong Su định đỡ cô dậy thì Hong Su gạt tay anh ra với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Trong bệnh viện, Hong Su tìm đến chỗ anh rồi hai người lại làm hòa. Thấy tay anh bị thương nên Hong Su nói sau này đừng làm đến mức như vậy nữa. Hai người lại vui vẻ nhìn nhau chuẩn bị cho một học kỳ mới bên cạnh nhau. Buổi đi học đầu tiên của kỳ học mới, Hong Su không muốn chuyện mình và Du Trung đang hẹn hò bị lộ, nhưng khi Du Trung vừa vào lớp thì đã đến ngay chỗ cô ngồi. Thấy mọi người xung quanh hỏi, anh nói luôn là hai người đang hẹn hò khiến mọi người rất bất ngờ, còn Hong Su thì xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu. Đến tối trở về nhà mình, Hong Su nhìn thấy In Hu đang làm ở quán mì mẹ cô mở. Mẹ kéo cô vào, có phải bạn trai cô không thì Hong Su nói bạn trai cô là tiền bối của cô. Mẹ cô còn nói nhìn cuộc sống của bố cô đi và khuyên cô nên chọn người đàn ông tử tế. Nằm trên giường nghĩ sau này sẽ kết hôn cùng với Du Trung thì cô sướng dãy đành đạch. Trên trường tổ chức đấu bóng rổ, Bo Ja đang ngồi cổ vũ thì Jong Gon kéo tay cô đi. Eun Tae thấy vậy tức giận nên đã làm hắn ta chảy máu mũi. Thấy có vẻ căng nên Du Trung đã ngăn cản nhưng bị Jong Gon hất tay cái trúng mặt. Cậu ta nói với mọi người Du Trung đang giả tạo giả vờ tử tế. Mọi người đều bảo anh ta bị điên rồi, nói mau xin lỗi Du Trung. Sau đó Jong Gon ngồi thẫn thờ một mình ở ghế thì đột nhiên Hong Su lại ra và an ủi anh ta, khiến anh ta lại có thêm chút ám ảnh về cô. Du Trung đứng từ xa cũng thấy những hành động đó. Đang mải suy nghĩ về những chuyện ngày trước bị Jong Gon quầy dày, Du Trung lấy hạt cơm trên mép của cô xuống làm cô giật mình, nói anh đừng có tỏ ra thân thiết như thế. Du Trung nhìn cô trách mắng mình thì thấy cute nên cười như đang xem phim hài. In Hu đang làm việc rất chăm chỉ ở nhà Hong Su thì được chú của cô nhờ sang dọn dẹp tiệm bánh. Dọn xong tiệm bánh thì anh được chú dẫn vào nhà kho, vô tình anh thấy ở đó có một cây đàn piano. Ngập ngừng một lúc thì quyết định đặt tay lại lên những phím đàn nhưng lại không có âm thanh phát ra. Đang loay hoay tìm chỗ cắm điện thì ông chú vào bảo tối cửa hàng đông khách nên cậu có thể đi trước. Du Trung đưa Hong Su về trước ngõ, đang định hôn thì Hong Su giật người lại, tính đi về mà Hong Su thấy hơi tiếc nên đã thơm Du Trung một cái rồi xấu hổ chạy đi. Đứng chú mưa cùng em trai thì hai người nhìn thấy In Hu cứ đứng nhìn quán bán ổ điện nên đã gọi anh và đi nhờ ô về nhà. Về thì được biết In Hu đến nhà kho của chú để dọn tối nay. Sau đó Hong Su đã mua ổ điện còn đem thêm vài quyển sách nhạc đến cho In Hu. Hong Su cổ vũ anh mạnh mẽ và hãy cố lên. Hong Su vừa rời đi thì In Hu lấy ngay cái ổ điện để cắm cây đàn lên. Khi tiếng đàn vang lên dường như anh lại tìm thấy niềm đam mê trong mình. In Hu và em trai Hong Su đến trường tìm cô nên đã nhắn tin cho cô ra gặp mặt. In Hu đi vào một lớp luyện piano thì thầy giáo trong đó nhận ra cậu, nhưng cậu lại bỏ chạy. Cùng lúc Hong Su cũng tìm đến nơi nên thầy giáo hỏi chuyện rồi nhờ cô đưa danh thiếp của mình cho In Hu. Tối đó Du Trung cùng Hong Su đến đưa danh thiếp cho In Hu. Du Trung nói sẽ giúp cậu đi du học để chơi lại piano, còn có theo hay không là tùy cậu quyết định, rồi hai người rời đi. Chuyển cảnh thì Du Trung nhận được tin nhắn nói là chuyện cần bàn về buổi thực tập của anh nên hẹn ở phòng học. Khi anh đến nơi thì lại thấy Jong Gon ở đó. Hắn ta nói anh giả tạo định lừa Hong Su đến bao giờ. Hắn ta còn chuẩn bị sẵn chiếc bút ghi âm trong túi để vạch trần Du Trung. Hắn ta cho anh xem những tin nhắn mà trước kia đã nhận được từ anh, nhưng Du Trung phủ nhận đó không phải là những tin nhắn mình gửi. Hắn ta không tin còn gọi số đó thì có giọng con gái nghe máy làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta túm lấy cổ áo của anh, cùng lúc đó những người đàn anh khóa trên khác cũng vào và mắng cho hắn một trận. Du Trung bước ra ngoài nhớ lại lúc trước mình đã nhắn cho anh ta câu đầu tiên và In Ha cũng ngồi ở đó. Những tin nhắn sau là do cô ta nhắn rồi anh cũng cho cô ta cầm chiếc điện thoại đó luôn. Du Trung và Hong Su đang ngồi nói chuyện với nhau thì một đám bạn khác đến gặp hai người nên đã ngồi vào uống rượu chung. Được một lúc thì Du Trung say nên Hong Su đã nói sẽ đưa anh ấy về nhà trước. Ra đến ngoài trong lúc say rượu thì Du Trung đã nói rằng lúc đầu cứ nghĩ Hong Su giống như những người khác chỉ tìm đến anh khi cần thứ gì đó, nhưng dần dần anh đã thích cô và nhận ra cô không giống bọn họ. Nói một hồi thì Du Trung đã hôn Hong Su. Sau chuyện đó thì trên đường về nhà Hong Su như người mất hồn. Gặp In Hu đứng đó hỏi chuyện cũng không để ý. Đột nhiên In Hu hỏi Du Trung đâu làm cô giật mình cong đít chạy về nhà. Nằm giường Hong Su nghĩ lại cảnh hôn Du Trung mà sướng tê cả người. In Hu tìm đến văn phòng của giáo sư đã đưa danh thiếp cho mình và được ông mời vào trong. Hong Su đang ngồi nói chuyện với cô em gái thì anh dai quá trên đi đến nói muốn mượn vở năm ngoái của Hong Su. Khi thấy gái thì mắt anh ta sáng lên quên cả chuyện mượn vở, làm cho Hong Su không biết nói gì. In Hu ở đó đánh đàn nhưng thầy giáo có thể nhận ra rằng anh đã không còn giỏi như năm xưa nữa, hỏi anh đã ngừng chơi bao lâu rồi sau đó đuổi anh về. Khi nghe cậu học sinh của ông thầy giáo đánh đàn thì In Hu cũng nhận ra rằng tài năng của mình đã không còn như trước nữa. Đang trên tàu điện ngầm cùng về với In Hu thì Hong Su nhận được điện thoại của Du Trung. Về thì thấy Du Trung đứng trước cửa quán mì. Anh còn muốn vào chào hỏi bố mẹ Hong Su. Vào đến nơi thì bố Hong Su đã hỏi rằng nghề nghiệp của bố mẹ Du Trung là gì. Anh nói rằng bố mình mở công ty riêng. Hai người hỏi tên gì thì anh nói ra tên tập đoàn lớn nhất nhì cái Seoul, làm hai người đứng hình. Sau đó anh được thưởng thức mì của mẹ vợ nấu còn khen nấy khen để. Sau khi tiễn ra cửa còn hẹn lần sau tới tiếp. In Hu hôm sau lại tiếp tục đến tìm thầy giáo dạy đàn và nói với thầy đến để học. Thầy đưa cho cậu một quyển sách để luyện đàn và nói hãy luyện đến khi nào ông đi dạy về thì thôi. Ở lớp học lại có bài tập nhóm nhưng anh dai kia lại tiếp tục không làm và muốn Hong Su làm thay. Lần này cô đã kiên quyết hơn, nói rằng ai muốn ngồi không để lấy điểm thì sẽ bị loại khỏi nhóm, làm cho anh ta gào mồm lên.
Còn cô bạn Minsu kia thì nhìn Hongsu với ánh mắt phán xét. Trong giờ giải lao, Bo ra cùng Hongsu đi đến hỏi Minsu về con sư tử trong điện thoại. Hôm trước họ đã thấy cô ấy cầm nhưng lại bảo là của mình. Sau khi bị Jong-gon tẩy não thì Minsu luôn chống đối lại với Hongsu. Lần này còn to tiếng với cô nói Hongsu đừng đóng vai nạn nhân nữa. Bo ra thấy vậy không chịu được muốn lấy túi cậu ta ra xem thì một cô bạn khác đến kéo Minsu đi. Hongsu tìm đến quán của chú mình thì được biết Inhu đang tập đàn trong nhà nên cô đã vào xem. Cô chê anh còn đang luyện ngón mà dám nói phét là mình chơi giỏi. Tức quá Inhu đánh nguyên một bài làm cho Hongsu há mồm ngạc nhiên. Sau đó hai người còn cùng nhau chơi một bài nhạc rất vui vẻ. Trong lớp học đã đến buổi thuyết trình nhưng Hongsu vẫn không nhận được bài của anh giai kia nên đã quyết định gạch tên anh ta ra khỏi nhóm, làm anh ta phát điên lên còn nổi cáu với cô. Đến nhóm của cô bạn Minsu thuyết trình thì đột nhiên Hongsu và Bo ra thấy bài thuyết trình rất giống với bài mà bọn họ đã làm năm ngoái. Hongsu tính bỏ qua nhưng cô nghĩ mình không thể để mất bản thân mình một lần nữa. Không nên chỉ nghĩ cho người khác nên Hongsu đã hỏi Minsu rằng bài đó có phải cô ta làm không thì cô ta vẫn nhận là đúng. Hongsu chỉ ra lỗi chính tả mà mình mắc phải ở trong bài của Minsu cũng y hệt như thế. Sau một hồi cãi nhau thì Bo ra, Hongsu cùng Minsu đều bị cô giáo mời lên phòng giáo viên để nói chuyện. Tan giờ thì Hongsu bị nói nhưng cô chẳng thiết trả lời rồi bỏ đi. Inha đến tận trường để tìm Du Chung nhưng lại được một cậu bạn chỉ về phía Minsu nói cô ấy là bạn gái của Du Chung. Thấy vậy thì Inha lao lên túm tóc rồi còn đánh Minsu. Inhu thấy thế vội vã vác cô chạy ra chỗ khác. Cô nói rằng Du Chung đã đuổi cô ra khỏi căn hộ. Bố anh đưa cho cô có 10 triệu thì cô sống làm sao? Inhu há mồm nói 10 triệu mà ít à, chị có thể mua được căn phòng mà vẫn còn thừa tiền đấy. Sau đó thì đuổi Inha về và dặn đừng bao giờ đến trường nữa. Sau những ngày tháng không hẹn hò, Du Chung gặp được Hongsu, anh nói mình như được sống lại. Jong-gon lại đến tìm Hongsu cho cô xem tin nhắn trước kia mà Du Chung đã gửi. Hongsu giật lấy điện thoại của anh ta rồi gọi vào số đó, nói mình là Hongsu. Inha bên kia bắt máy biết đó là Hongsu nên nói rằng mình là người tình của Du Chung. Hongsu nghe vậy thì ngây người trả điện thoại lại cho Jong-gon rồi bỏ đi. Đang thẫn thờ suy nghĩ về những gì mình đã thấy thì cô gặp Du Chung đứng đợi mình. Cô đã hỏi thẳng chiến tin nhắn và anh đã nói do anh làm. Lúc đó anh xem nhẹ chuyện đó không nghĩ kết quả lại thành ra như thế. Sau đó Hongsu nói rằng hai người cần thêm thời gian rồi dứt khoát bỏ về. Những ngày sau đó thì hai người cũng không liên lạc với nhau. Đến trường thì Hongsu liên tục bị Jong-gon nhắn tin trêu ngươi nhưng cô chỉ nhìn cười đều chứ không thèm quan tâm. Minsu sau khi nghe Jong-gon xui thì giả vờ ra xin lỗi Hongsu nhưng cô không chấp nhận. Nhân lúc đó Minsu làm ầm lên khiến cho bạn bè quay lại trách Hongsu. Sau đó Minsu còn vui vẻ khoe bạn trai mặc dù còn chưa quen được cậu ta. Hơn thế cô cũng không biết rằng người đó lại là em trai của Hongsu. Ở thư viện tên Jong-gon kia cứ bám theo Hongsu còn chụp trộm cô. Hắn lẽo đẽo theo cô ra tận sân trường rồi bắt đầu tán cô. Bo ra và Eun Tae bên cạnh lén quay lại để lấy bằng chứng. Inhu cùng lúc cũng đi ra và nhìn thấy hai người đang thập thò. Đột nhiên hắn ta ôm Hongsu làm Inhu nổi điên lao ra đuổi đánh hắn. Thế là đến đoạn quan trọng thì bị Inhu che mất không quay được gì. Trên đường đi cùng Inhu về nhà thì Hongsu hỏi chị gái Inha của anh có thân với Du Chung không. Inhu thắc mắc tại sao cô cứ ghép hai người họ vào với nhau. Bọn họ không hẹn hò hay gì hết nên cô không phải lo. Bỗng Inhu nhận được điện thoại của Inha thì lập tức chạy về nhà. Thấy cô đứng lề đường trước khu cậu ở nói rằng không còn nhà để về nên muốn vào chỗ cậu ở. Vào đến nơi còn nhè mồm ra chê rằng chỗ ở hôi giòi là bé như cái lỗ mũi. Thấy trên bàn có sách nhạc nên Inha biết cậu chơi đàn lại, vừa bê bát mì ra cho thì cô cố tình làm đổ mì lên đống sách của cậu. Rồi còn nói cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi vẫn nghĩ mình là thiên tài à. Tự nhiên Inha nhắc về chuyện ngày xưa ba người Inha, Inhu và Du Chung đã từng vui vẻ với nhau như thế nào. Khi đến lớp học Hongsu vẫn tránh mặt Du Chung không ngồi gần chỗ anh, mọi người thấy vậy thì nói chia tay sớm thế à. Cô bạn Bo ra hỏi hai người có chuyện gì thì Hongsu nói là không sao, nhưng với thái độ đấy ai mà chả biết. Hongsu ra ngoài lấy nước thì Du Chung cũng đi ra nhưng làm ngơ cô. Từ trong nhà vệ sinh đi ra thì lại thấy Du Chung đứng ở đó đợi đưa cho cô lon nước nhưng cô không nhận rồi bỏ đi. Du Chung đã kéo tay Hongsu lại rồi ôm lấy cô. Anh không nói câu gì từ từ bỏ lon nước vào túi áo Hongsu sau đó bỏ đi. Tan học đột nhiên Eun Tae nói rằng không đi cùng Bo ra và Hongsu được, thì ra là cậu đến gặp Du Chung. Anh nói rằng sau này nếu Hongsu có gặp chuyện gì thì hãy nói với anh. Eun Tae còn cho Du Chung xem đoạn phim mà mình quay được. Anh nói sau này hãy gửi những đoạn phim mà cậu sẽ quay cho anh. Đang ngồi ở căng tin cùng em trai và cô em thân thiết của mình thì Minsu nhìn thấy. Thấy người mình thích nói chuyện vui vẻ với Hongsu thì cô ta vô cùng cay cú bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ với Hongsu. Bo ra và Hongsu đang đi vào lớp thì Minsu cố tình va vào Hongsu rồi còn vứt con sư tử xuống đất lấy chân di rồi đá lại chỗ Hongsu. Bo ra muốn cho cô ta một trận nhưng Hongsu nói không nên để lỡ bài kiểm tra vì loại người đó. Du Chung đứng đằng sau cũng đã nhìn thấy mọi việc. Kết thúc buổi thi thì Hongsu gọi Minsu lại để nói chuyện. Nhưng càng ngày cô ta càng nói chuyện khó nghe, còn lên giọng to tiếng với Hongsu. Lúc này mọi người xung quanh vô cùng chú ý đến câu chuyện của hai người. Bỗng em trai của Hongsu đến đó. Cô hỏi cậu sao lại ở đây thì cậu nói Du Chung mời mình ăn. Cô bạn đang ngồi với Jong-gon nhận ra đây chính là cậu bạn trai mà Minsu khoe. Thấy sắp bị lộ là nói dối nên Minsu rất căng thẳng. Sau một hồi bị đuối lý, Minsu lại nhìn về phía Jong-gon sau đó lao vào đánh nhau với Hongsu. Mọi người sau đó lôi hai người ra.
Minsu nói rằng từ trước đến giờ cô chỉ là một kẻ thất bại, không ai biết đến, không ai nhớ tên là gì, những thứ cô muốn thì Hongsu đều có. Hongsu nói với cô rằng tất cả những gì mình có được đều không phải dễ dàng, bây giờ mọi người sẽ nhớ đến Minsu là một kẻ dối trá. Du Chung hẹn Hongsu nói chuyện, anh nói rằng sẽ không ép cô tha lỗi cho anh, sẽ chờ cô hiểu anh hơn và lại gần anh hơn. Du Chung cũng đang cố gắng thay đổi bản thân để có thể lại gần Hongsu. Nghe những lời như vậy thì Hongsu có vẻ xúc động. Những ngày tiếp theo đi học thì không còn gặp Minsu ở trường nữa. Sau trận đánh nhau thì mọi người đều biết đến Hongsu. Đang trên đường về thì cô nghe thấy tiếng piano, đi vào xem thấy Inhu đang miệt mài đánh đàn. Hongsu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Khi nghe Inhu nói rằng muốn làm một sinh viên nhạc, muốn học để lấy bằng tốt nghiệp thì Hongsu vui vẻ nắm tay anh. Được nắm tay, Inhu đỏ cả mặt ngây người ra. Về đến quán mì thì nhìn thấy Inha ngồi đấy. Cô định làm thân với Hongsu nhưng bị Inhu kéo về. Về nhà, Inha hỏi Inhu thích Hongsu à thì cậu dãy nảy từ chối. Do Inhu muốn đi học nên Hongsu giúp anh kiểm tra trình độ kiến thức rồi sẽ kèm anh học. Jonggon lại mò tới thư viện để bám theo Hongsu. Boja và Eun-tae cũng chuẩn bị sẵn sàng máy để quay. Hắn ta tìm thấy Hongsu đang đứng xếp sách thì lại tiếp tục làm phiền. Cô phớt lờ thì hắn ta nổi điên đáp sách ầm ầm. Inhu thò đầu vào nhìn thấy đuổi hắn ra tận sảnh. Đang định đấm hắn thì Hongsu cản anh lại, chỉ về phía Eun-tae đang quay. Inhu không hiểu cô đang làm gì và sẽ làm gì với mấy đoạn phim đó. Eun-tae cũng gửi đoạn phim đó cho Du Chung xem. Anh không hiểu tại sao lúc nào cũng Inhu cũng có mặt những lúc như vậy. Jonggon hắn ta còn gọi điện thoại lên tận số điện thoại bàn nhà Hongsu khiến cô vô cùng khó chịu. Nói được vài câu thì Hongsu tắt máy. Anh ta lại tiếp tục nghĩ cách khiến cho Hongsu phải chia tay Du Chung. Anh ta liên lạc với Inha mục đích dụ cô gửi ảnh của cô với Du Chung rồi cho Hongsu xem. Sau vụ đuổi nhau ở thư viện hôm trước thì Hongsu đã bị cho nghỉ làm ở đó. Đi về mà cô vô cùng chán nản, không biết mình có tìm được việc không. Cùng lúc đó điện thoại nhận được tin nhắn từ Jonggon. Anh ta gửi ảnh chụp chung của Inha cùng Du Chung cho cô. Xem xong thì Hongsu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Không có tâm trí nào dạy Inhu học nên hai người đã đi về cùng nhau. Thấy cô hay bị làm phiền nên Inhu đã mua cho cô mấy thứ đồ phòng thân khi đi ra ngoài. Hôm sau khi tan học thì bạn gái của Jonggon gọi hắn ta lại muốn nói chuyện với hắn. Cô ta nghi ngờ giữa hắn và Hongsu có gì bất thường. Đột nhiên hắn ta phát điên lên, còn suýt nữa thì đánh cô ta. Mọi người thấy vậy thì súng lại xem. Inha ở gần đó thấy vậy đi lại góp vui, lao vào chửi anh ta là kẻ bội bạc dám lừa dối mình rồi đánh tới tấp. Inha còn đưa cho mọi người xem ảnh anh ta cởi trần gửi cho cô xem. Jonggon lại cho mấy người xem ảnh Inha chụp chung với Du Chung, nói rằng cô mới chính là bạn gái của anh ấy. Khi thấy người yêu mình bị xúc phạm trước mặt mọi người thì Hongsu đã đi tới đó và nói rằng cô biết Inha. Còn nói ảnh hai người khoác tay nhau như thế là vì Inha sống ở nước ngoài vài năm nên đó là bình thường. Trước khi bỏ đi, cô bạn gái còn tát cho Jonggon một cái. Anh ta định đứng dậy đánh hôn Hongsu nhưng cô chửi anh là đồ rác rưởi rồi bỏ đi. Hongsu đuổi theo Inha nói muốn nói chuyện với cô. Hongsu hỏi Inha rằng cô làm như vậy có phải do Du Chung bảo làm không, nhưng Inha nói không phải. Sau đó Inha lại bảo với cô rằng nếu không chịu đựng được thì nên rời bỏ giúp chúng sớm, đừng để đến lúc cô ta loại bỏ cô. Hongsu và Inhu đang học ở thư viện thì Hongsu bỗng ngủ quên nên Inhu đã viết giấy trả lại cho cô rồi đi về luyện đàn. Thấy Inhu ngày một đánh đàn hay hơn thì thầy giáo cũng rất vui, nói rằng cậu ấy đang trở lại làm chính mình. Hongsu trở về nhà thì thấy bố đang bắt em trai trở lại về Mỹ để học, sau đó ông còn nói sẽ cố gắng kiếm học phí kể cả Hongsu có phải nghỉ học một kỳ. Nghe vậy thì Hongsu vô cùng khó chịu đi vào nói với bố rằng mình đã chấp nhận chuyển khỏi căn nhà trước. Để có tiền học phí đóng cho em trai cô đi làm thêm kiếm được học bổng, tất cả mọi việc đều do cô tự làm. Vậy lý do gì mà cô phải nghỉ học một kỳ? Cô nói rằng ông chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của cô, chưa bao giờ an ủi hay động viên cô. Sau đó Hongsu đã bỏ ra ngoài. Đang lủi thủi trên đường thì bỗng nhiên cô nhìn thấy Du Chung, hai người chạy đến ôm nhau, bao nhiêu tuổi thân ấm ức như vỡ òa. Hongsu khóc nấc trong vòng tay của Du Chung. Do Hongsu nói không muốn về nhà nên Du Chung đã lái xe đưa cô đi dạo một vòng, nhưng cô đã ngủ quên trên xe của anh. Sáng hôm sau mở mắt dậy thì cô thấy mình đang nằm trên giường của Du Chung. Anh nói rằng đã nhờ Bo ra gọi điện về nhà nên cô không cần lo lắng. Khi biết Hongsu hôm nay không phải đi học thì Du Chung ôm cô xuống giường nói muốn nằm ngủ thì một chút, sau đó thì hai người hôn nhau. Jonggon đang lướt máy tính thì đột nhiên thấy có một bài viết liên quan đến kẻ biến thái. Anh gắn mặt xem thì hình ảnh của mình theo dõi Hongsu được đăng tải lên và bị rất nhiều người vào chửi. Đi đến trường anh ta không dám nhìn thẳng mặt ai. Hắn ta nhắn tin cho Hongsu nghĩ rằng Inhu là người đăng những tấm hình đó và bảo Hongsu nói hắn ta dừng lại, nếu không thì anh ta sẽ đi kiện. Hongsu lại tiếp tục đến thư viện để giúp cho Inhu học bài nhưng hôm nay cậu cũng không hứng thú học nên hai người đã đi về. Trên tàu điện ngầm hai người tâm sự với nhau, sau đó Inhu dẫn cô đến chỗ bố cô đang phát tờ rơi. Lúc này cô mới nhận ra đây là lý do bố thường xuyên không ở quán mì. Hongsu về dẫn cả mẹ và em trai ra, nhìn thấy bố như vậy thì cả gia đình đã làm hòa với nhau, còn mời Inhu đi ăn tối chung với gia đình. Tan học thì Bo ra cùng với Eun-tae rủ Hongsu đi ăn trưa nhưng cô nhận được tin nhắn của Du Chung nên đã đi ăn cùng anh. Đang ngồi nói chuyện với nhau thì Inhu cùng thầy giáo cũng đến ăn trưa nên đã ngồi chung một bàn. Du Chung hỏi thầy rằng việc học của Inhu có tiến bộ không nhưng Inhu nói rằng không liên quan đến anh. Khi thấy Hongsu và Inhu có vẻ thân thiết với nhau thì Du Chung đột nhiên nghĩ về lúc trước khi Inhu và Inha nói chuyện thân thiết với bố anh hơn cả anh.
Thái độ anh đột nhiên thay đổi rồi anh đi trước. Hong Su chạy theo để giải thích nhưng anh không nghe và bỏ đi. Hong Su liên lạc với Du Chung nhưng không được. Cô buồn bã vì vừa mới làm lành lại giận nhau. Jong-gon theo Hong Su về đến tận khu nhà cô là quỳ xuống xin lỗi mong cô tha thứ hứa sẽ không gặp cô nữa nên cô hãy bảo tên đăng ảnh anh ta lên mạng dừng lại. Hong Su nói rằng chính cô đã làm việc đó nên hắn ta phát điên muốn cho cô một trận nhưng Hong Su xịt hơi cay vào mắt hắn rồi bỏ chạy. In Ha đứng ở một góc cũng đã quay lại được hết cảnh đó rồi gửi cho Du Chung xem. Du Chung nói cô hãy gửi tất cả những gì cô quay được cho anh. Hong Su chạy về đến tiệm mì thì thấy bố mình đứng ngoài cửa nên đã gọi bố. Khi thấy bố cô thì hắn đã bỏ chạy, ông định đuổi theo nhưng lại đau lưng không đuổi kịp. Đang đi ăn với nhóm tiền bối thì mọi người đọc được trên diễn đàn của trường về thông tin của Jong-gon viết về những việc xấu xa mà anh ta làm. Hắn ta như phát điên chạy ra ngoài rồi còn nhắn tin cho In Ha nói sẽ kiện tất cả bọn họ nhưng In Ha liệt kê một danh sách tội trạng mà anh ta sẽ phải gánh chịu. Còn gửi thêm cho hắn những bức ảnh mà hắn theo dõi Hong Su làm hắn ta không chấp nhận được. Hắn gọi vào số của In Ha nhưng Du Chung lại là người bắt máy nói biết điều thì hãy tránh xa Hong Su ra nếu không sẽ đăng đoạn video anh quấy rối Hong Su lên diễn đàn trường rồi tắt máy. Hắn như một tân thần kinh lăn lộn chửi bới người đi đường. Đang ngồi suy nghĩ không biết là ai đã đăng những bài viết đó nên diễn đàn trường thì Eun Tae nhận rằng cậu đã làm nhưng sau đó lại nói với Hong Su rằng Du Chung đã giúp mình làm. Anh ấy muốn đợi Hong Su tự mình nói ra nên mới giữ bí mật không để cô biết. Hong Su nghe như vậy thì đã đi trước. Sau đó Hong Su đã tìm đến nhà của Du Chung. Cô kể tất cả mọi chuyện với anh rằng mình mới In Hu chỉ trong mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô chỉ đang giúp đỡ anh ấy học tập lấy bằng tốt nghiệp. Còn về Jong-gon thì những chuyện như vậy cô cảm thấy không thoải mái khi kể với anh. Cô mong rằng anh sẽ thành thật với mình chứ đừng lảng tránh và tỏ ra lạnh lùng như vậy. Khi nghe những lời đó Du Chung lại bảo không hiểu cô đang nói gì rồi nói sẽ đưa cô về nhà. In Hu đang trách mắng In Ha vì cô lại làm theo lệnh của Du Chung để lấy tiền. In Ha quay ra nói trong mắt cô thì In Hu còn tệ hơn cả Du Chung. Nghe những lời đó đột nhiên In Hu nhớ lại ngày trước. Trước kia thì In Hu, In Ha và Du Chung vô cùng thân thiết với nhau nhưng từ sau khi bố của Du Chung nói sẽ nhận nuôi hai chị em In Ha thì Du Chung có thái độ rất lạ. Một lần nhóm bạn đi chơi trong quán bar bị bắt thì một trong số đó nói rằng In Hu là người tố cáo bọn họ vì khi đó chỉ có cậu ta nghe được câu chuyện tới quán bar. Sau đó thì bọn chúng lôi In Hu ra đánh, bị một trong số các tên đó cầm gậy đánh chấn thương tay. Lúc thấy In Hu nằm đó thì Du Chung lại quay mặt bỏ đi, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của In Hu là làm cho cậu vô cùng căm ghét Du Chung. Cậu đã đến tìm Du Chung để hỏi chuyện nhưng Du Chung lại chẳng giải thích gì càng khiến cậu nghĩ rằng đó là do Du Chung làm. Sau đó In Hu đã bỏ ra khỏi nhà của Du Chung, trở về hiện tại thì In Hu đã tìm đến chỗ của Du Chung và đánh nhau với anh. In Hu nói rằng mình thích Hong Su nên khi thấy Du Chung chơi đùa với cô ấy thì anh rất khó chịu. Đánh nhau chán chê thì Du Chung nhắn tin hẹn Hong Su ở dưới nhà. Vừa gặp Du Chung thì Hong Su vô cùng hốt hoảng khi thấy mặt anh chẳng chịt vết thương. Sau đó đưa anh vào nhà để bôi thuốc. Hong Su hỏi anh tại sao lại ghét In Hu đến vậy. Du Chung nhớ lại lúc anh đến buổi biểu diễn piano của In Hu cùng với món quà định tặng cậu thì anh vô tình nghe thấy In Hu nói với một bạn khác rằng trông anh có vẻ học giỏi con nhà giàu nhưng rất đáng thương không thể làm điều mình thích. Anh còn nghe được bố mình nói rằng anh sẽ không thể nào sống sót được nếu chỉ có một mình. Chính vì thế mới muốn nhận nuôi In Hu và In Ha để cậu có thêm anh chị em. Nghe vậy thì Du Chung cảm thấy bị tổn thương. Sau khi nghe được những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Du Chung thì Hong Su ôm anh an ủi, nói rằng cô muốn bên cạnh và muốn hiểu anh nhiều hơn. In Hu đến trường thì bị thầy mắng cho một trận vì là một nghệ sĩ piano mà lại dùng tay đánh nhau. Trong thư viện Hong Su vừa dạy In Hu học vừa nhắn tin cho Du Chung. In Hu thấy vậy có vẻ buồn, Du Chung gọi điện cho cô nên Hong Su đã ra ngoài nghe điện thoại. Ra ngoài thấy cảnh đó nên In Hu đã đi về mà không nói gì với Hong Su. In Hu về nhà nằm thì trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của Hong Su. Dạy chống đẩy cho thoải mái thì bị bà chị ra chửi không đi ngủ, còn ca khịa cậu cay cú vì đánh thua Du Chung. Hỏi cậu thích Hong Su đúng không thì bị đuổi vào trong phòng. Hỏi có cần giúp không thì bị đuổi tiếp. Hôm sau In Ha đến tìm Hong Su nói cô đừng tưởng bở về mối quan hệ của cô với Du Chung và In Hu. Hong Su nói chị ta sau này đừng đi lung tung nói là bạn gái của Du Chung nữa. Hong Su nói rằng mối quan hệ của ba người không tốt nên đừng tỏ ra là mình thân thiết với anh ấy. Thấy Hong Su có vẻ bấp bênh nên In Ha còn định đánh cô. Chưa kịp làm gì thì Hong Su bị chảy máu mũi. Sợ Hong Su nói với Du Chung và đổ vạ mình đánh chảy máu mũi nên In Ha thấy vậy thì chạy ngay. Đang dọn dẹp ở quán mì thì In Hu nhận được điện thoại của bạn nói rằng anh đang bị ông sếp tìm và ông ta còn nói sẽ cho anh một trận nên dặn anh trốn kỹ vào. Hong Su đi đến trường thì cảm thấy đau bụng. Gặp được In Hu nhưng cùng lúc đó In Hu nhìn thấy ông sếp đang đi tìm mình nên đã bịt mồm kéo Hong Su vào một góc. Khi ông ấy vừa đi thì Hong Su toát mồ hôi lăn ra ngất. In Hu vội vã cõng cô vào bệnh viện. Một lúc sau thì bố mẹ cùng em trai Hong Su cũng đến bệnh viện thì được biết là cô bị viêm dạ dày do căng thẳng nhưng bác sĩ nói một vài ngày nữa sẽ ổn hơn. Vì sợ tên sếp tìm ra quán mì nhà Hong Su nên In Hu đã chủ động gặp mặt hắn ta và bị đánh cho một trận. Hắn muốn cậu trả nợ cho hắn. 5 triệu tiền nợ cộng thêm cả lãi là 10 triệu trong vòng một tuần. Hắn nói rằng chắc thích ai nên cậu mới ở lại Seoul này và còn bảo nếu cậu dở trò thì hắn sẽ hủy hoại cuộc đời cậu cũng như những thứ xung quanh In Hu. Cậu chạy về nhà lục hết phong bì cũng như sổ tiết kiệm nhưng chả có bao nhiêu. Du Chung sau đó cũng đến bệnh viện còn xin lỗi cô vì những lúc khó khăn lại không có ở bên.
Cạnh cô, In-hu đi đến ngân hàng muốn vay tiền để trả nợ, nhưng với tình trạng của anh không có việc làm ổn định nên ngân hàng không thể làm thủ tục cho anh vay được. Hong-su được Ju-chung đưa cho bộ đề thi cũ của mình. Khi anh kháo trên Sang-chu nhìn thấy muốn xem thì Hong-su nói để hỏi ý kiến của Ju-chung. Anh ta còn nói với tất cả mọi người ở đó rằng Hong-su có bộ đề. Khi vào lớp thì mấy cô bạn trước giờ khó chịu lại tỏ vẻ quan tâm thân thiết. Chắc muốn Hong-su cho xem bộ đề nên làm thế. Ở quán mì, In-hu đi ra ngoài thì thấy ông xếp theo chân đến tận đây, còn lấy cô chị In-ha ra để đe dọa cậu. Hong-su vừa thò đầu ra ngoài thì In-hu vội vã đẩy cô vào trong. Khi quay lại thì chẳng thấy ông sếp đâu nữa. In-hu đến nhà tìm bố của Ju-chung muốn vay tiền, nhưng đột nhiên lần này ông lại có thái độ rất khó chịu khi nhận ra Ju-chung và In-hu đánh nhau, còn nói đã làm hết sức để cho In-hu không ghét Ju-chung nữa. Ông còn bảo Ju-chung cũng hy sinh cho hai chị em In-hu rất nhiều mà hai người không hề cảm thấy biết ơn hay thay đổi. Nghe những lời như vậy đã chạm đến lòng tự ái của In-hu nên anh nói rằng từ nay sẽ không chìa tay xin sự giúp đỡ để nhận lại những lời đó từ hai người nữa. Hong-su đến trường định vào in đề thi cho mọi người nhưng lại nghe được những lời từ Sang-chu và cô bạn rằng không vì bộ đề thi thì cũng chẳng chơi với Hong-su. Đứng ở chỗ để đồ, bọn họ lại tiếp tục ra giả vờ thân thiết với Hong-su. Anh Sang-chu kia thì ra xin bộ đề còn nói cô chẳng tốn chút sức mà có được nó, tại sao lại ích kỷ như vậy. Lần này Hong-su cũng không mềm lòng nữa mà từ chối thẳng thừng nói đây là tài sản riêng của mình, không cho xem có gì sai. Còn nói anh ta nên cư xử cho đúng mực làm anh ta nổi điên. Được bố nói rằng In-hu đã đến tìm ông nên Ju-chung tìm tới In-hu nói rằng sẽ đưa cho cậu 10 triệu để trả nợ, những với điều kiện cậu phải tránh xa Hong-su vì anh không muốn vì chuyện của cậu mà gây nguy hiểm cho Hong-su và cả gia đình của cô ấy. Nói thêm rằng hãy sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi rời đi thì tốt hơn. Hong-su được mẹ bảo mang kim chi đến cho In-hu và hỏi thăm tình hình của cậu. Nhưng khi thấy Hong-su thì In-hu chẳng nói gì, chỉ cầm kim chi rồi đi vào nhà. Suy nghĩ một hồi thì cậu lấy khăn của mình ra đeo cho Hong-su rồi dặn cô mặc ấm, cũng không nói thêm gì cả. Ngày sau đó thì Hong-su cũng hay để ý đến In-hu, thấy cậu thẫn thờ trên tàu điện còn không để ý chạm để xuống. Do lo lắng nên trên đường đi về thì Hong-su đã hỏi In-hu đã xảy ra chuyện gì. In-hu không muốn trả lời còn nổi giận với cô. Hong-su nói hãy nói cho cô biết chuyện gì vì cô rất lo lắng, nếu gặp vấn đề thì cả gia đình của cô cũng sẽ giúp cho anh. Nghe vậy In-hu vô cùng cảm động nên đã ôm lấy Hong-su. Bo Ja đang đứng thì nhận được tin nhắn của Eun-tae hẹn ở cổng trường. Cô vui vẻ chạy đến thì được cậu dẫn vào một tiệm trang sức xong hỏi cô thích kiểu nào. Tưởng là mua cho mình nên cô rất vui, nhưng nghi nghe rằng cậu mua cho sếp mình thì mặt cô có vẻ hụt hẫng. Đến trường thì Bo Ja thân thờ nên được Hong-su rủ đi uống cà phê. Khi quay trở lại lớp thì Hong-su phát hiện mình bị mất bộ đề thi Ju-chung đưa cho. Đám bạn ngồi gần đó thì lại đổ vạ cho Sang-chu. Bọn họ đi đến phòng in thì thấy Sang-chu đi từ trong đó ra trên tay cầm tập đề nên lấy xem. Thấy không phải thì lại nói rằng Hong-su nghĩ anh lấy trộm bộ đề thi. Trong lúc ăn cơm ở căng tin cùng Bo Ja thì Sang-chu đi ăn với vẻ mặt rất thoải mái. Bo Ja cũng nói rằng rất nghi ngờ anh ta. Trong lớp mọi người tích cực ôn bài thì Sang-chu lại ung dung ngồi ăn xúc xích. In-hu hẹn với ông sếp rằng sau khi mình thi cuộc thi đàn xong sẽ đưa toàn bộ tiền thưởng cho ông nên hãy đợi cậu một tháng nữa. Khi ông ta gọi cho cấp trên của mình thì lại nghĩ rằng sẽ lấy tiền của In-hu và bắt anh về cho ông chủ. Từ sau khi In-hu ôm mình thì Hong-su luôn tránh mặt anh. Thấy cô ngồi ở cửa hàng tiện lợi để ăn tối nên In-hu đã đi vào anh nói rằng đúng là mình thích cô nhưng không cần cô thừa nhận điều đó. Hong-su nghe vậy thì cảm thấy rất bối rối. In-hu nói cô đừng tránh mặt anh như vậy, đây là cảm xúc của anh nên anh sẽ tự giải quyết. Nếu cô làm thế thì anh sẽ cảm thấy không thoải mái hơn. Hôm sau thì mọi người nhận được thông tin Sang-chu đã thi đỗ và anh ta sẽ mời mọi người đi ăn. Tối hôm đó trên đường đi về thì Hong-su vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Sang-chu và cô bạn cùng lớp. Cho anh ta đang say rượu nên đã lấy bộ đề cho cô bạn xem và nó sẽ giúp cô. Hong-su thấy thế liền chạy lại rồi nói anh ăn cắp không biết xấu hổ. Anh ta nổi giận với cô còn nói do cô là người yêu của Ju-chung nên mới thái độ ích kỷ như vậy à. Hong-su mắng anh ta gây chuyện rồi tỏ ra mình là nạn nhân giờ lại còn đi ăn cắp. Anh đang nghe vậy thì vô cùng tức giận muốn đánh Hong-su. Đúng lúc đó thì In-hu đi tới và nhìn thấy đã lao lên đấm anh ta. Thấy mọi việc không ổn nên Hong-su đã kéo In-hu đi trước. Đến sinh nhật của Bo Ja, Ju-chung nói rằng sẽ mời cô ăn nhưng Bo Ja nói không muốn nhìn đôi uyên ương nên nói sẽ đi cùng với Eun-tae. Ju-chung cũng hỏi Bo Ja có vấn đề gì thì Hong-su nói dạo này Eun-tae và Bo Ja có chút chuyện nên muốn để hai người đi riêng với nhau. Tối hôm đó thì Eun-tae nói rằng có việc nên đến muộn khiến Bo Ja rất buồn. Lủi thủi về đến nhà thì thấy Eun-tae đang đứng ở cửa đợi mình. Thấy Bo Ja buồn nên Eun-tae lấy quà ra tặng chúc mừng sinh nhật làm cô rất ngạc nhiên. Mở ra thì thấy đôi bông tai mà mình đã chọn ở cửa hàng hôm trước. Cô hỏi còn sếp của cậu thì sao? Eun-tae nói chỉ muốn lừa cô rồi làm cho cô bất ngờ thôi. Lúc này Eun-tae cũng tỏ tình lại với Bo Ja. Anh nói nếu tiếp tục làm bạn thì sau này hai người sẽ hẹn hò với một người khác và bỏ lỡ mất nhau. Thấy Bo Ja không nói gì, Eun-tae đang định bỏ đi thì Bo Ja gọi cậu lại rằng không muốn chia tay với cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, cũng không muốn cậu hẹn hò với cô gái khác. Thấy Bo Ja bật đèn xanh cho mình nên cậu quay lại đề nghị hẹn hò và được Bo Ja đồng ý. Chu Sang gọi điện cho Ju-chung nhờ giúp đỡ về buổi phỏng vấn ở công ty Ju-chung đang làm, hơn thế anh ta đã bỏ cuộc phỏng vấn ở một công ty khác để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn như Ju-chung bảo và được cậu đưa cho bộ câu hỏi mẫu liên quan đến Trung Quốc.
nhưng khi vào đến nơi để phỏng vấn, trả lời xong thì anh bị những cấp trên tuyển dụng ngồi đó nói không có thông tin căn bản về công ty, còn trả lời sai hướng nên cuối cùng đã bị đánh trượt. Tối hôm đó, Hong Su đang trên đường về thì gặp Chu Sang uống say, nói là muốn nói chuyện với cô nên đã kéo cô vào quán rượu. Anh xin lỗi cô về những chuyện mình đã làm, còn kể cho Hong Su nghe việc Du Chung đã giúp đỡ mình. Hong Su nghe vậy thì vô cùng nghi ngờ. Cùng lúc đó thì In Ha cũng có bạn đi vào trong quán ngồi chung với bọn họ. In Ha ngồi bên cạnh nghe câu chuyện thì nói với Chu Sang rằng cậu đã bị Du Chung hại. Có lẽ Du Chung đã can thiệp vào từ vòng sơ khảo hồ sơ rồi. Chu Sang còn nói Du Chung không có khả năng làm điều đó. In Ha quay sang nhìn Hong Su đang im lặng thì nói rằng Du Chung là con trai duy nhất của tập đoàn đó nên cậu ấy có thừa khả năng nhúng tay vào. Cậu bạn và Chu Sang ngồi nghe mà vô cùng ngạc nhiên, nghĩ lại những việc vừa trải qua thì Chu Sang mới hiểu ra vấn đề và rất tức giận. Hôm sau anh ta đến chỗ Du Chung làm việc trách mắng cậu, còn nói việc cậu là con của chủ tịch trước tất cả mọi người. Sau đó ra ngoài, Du Chung đã túm cổ chửi cho anh ta một trận làm anh ta rất sốc trước thái độ và những lời nói này của cậu. Quay người đi thì Du Chung thấy Hong Su đã đứng ở đó. Cô ôm lấy Du Chung và nói rằng cô biết anh cảm giác thế nào, nên anh đừng lo lắng rằng cô sẽ lại bỏ anh ở lại. Hôm sau thông tin Du Chung là con trai của chủ tịch đã lan ra khắp cả lớp, mọi người đều hỏi Hong Su nhưng cũng không nói gì. Hong Su còn nghe mọi người bàn tán về việc Du Chung đã làm cho Sang Chu bị loại khỏi cuộc phỏng vấn. Ở công ty thì mọi người cũng đã biết nên có những người còn cố tiếp cận làm thân với Du Chung. Khi đến trường, Hong Su thấy mọi người đang túm lại chỗ Du Chung nên đã kéo anh ra ngoài. Chu Sang tìm đến Du Chung muốn nói chuyện với anh. Anh ta nói rằng cậu không nên khinh thường những người xung quanh mình vì trong số đó có những người thật sự muốn làm bạn với cậu. Anh nói rằng hai người cũng không nên gặp nhau nữa và Chu Sang đã xin lỗi Du Chung về những chuyện xảy ra trước. Chở Hong Su về nhà thì Du Chung được cô tặng nhẫn cho. Còn khoe đây là nhẫn đôi của hai người, mong anh đừng tháo cũng như làm mất nó. Nhận được quà, Du Chung ngây ra sau đó thì mặt hớn hở vui sướng ngắm nhìn chiếc nhẫn. In Hu đang chuẩn bị cho cuộc thi piano sắp tới thì cậu nhận tin của bác sĩ rằng tay cậu có vấn đề cần phẫu thuật và có thể mất 2 tháng để hồi phục hoàn toàn. Ngồi trước cây đàn, In Hu rất buồn bã. In Ha đi đến công ty nói với bố Du Chung rằng chuyện thân phận cậu bị lộ tất cả đều là do Hong Su. Còn nói Hong Su tiếp cận Du Chung vì biết cậu là người thừa kế tập đoàn. Du Chung ở trong thang máy cũng nhìn thấy In Ha vừa từ trong công ty ra. Sau đó Du Chung đã bị bố gọi vào trong và mắng. Ông còn nói loại người như Hong Su sẽ làm cho Du Chung ngày càng trở nên có hành động lệch lạc. Thấy Du Chung phản ứng chống đối nên ông tin lời In Ha và nói anh mau chia tay với Hong Su. Ông còn nói rằng sau khi kết thúc kỳ thực tập thì Du Chung sẽ được chuyển công tác ra nước ngoài. Buổi tiệc sắp tới của công ty là buổi tiệc đầu tiên cũng như cuối cùng của Du Chung ở Hàn Quốc. Ông mời cả In Ha đến dự buổi tiệc đó. Du Chung vô cùng tức giận ra ngoài gọi cho In Ha và bảo cô lần này quá đáng nên anh sẽ không bỏ qua cho cô. In Ha còn nói chuyện với thái độ thách thức Du Chung. Khi đến bữa tiệc, In Ha và Du Chung gặp nhau nhưng anh tỏ ra vẻ bình thường nói In Ha nên đi dạo một vòng. Đột nhiên cô gặp hai tên ngày trước cô cặp kè chung thì bọn chúng bắt đầu nói cô là đào mỏ đi câu đại gia. Cô tức giận quay lại ất nước vào mặt một tên còn lấy túi đánh tên kia, hai người lôi In Ha còn đẩy ngã cô. Thế là cô ta gào lên nói mình là con gái của chủ tịch tập đoàn. Bố Du Chung thấy mọi chuyện rắc nên đã nói với bảo vệ đưa cô ra ngoài. Thấy vậy cô chạy lại gọi ông nhưng ông coi như không nghe thấy. In Ha nhìn thấy hai tên đó ra nói chuyện Du Chung. Thì ra là cậu đã cố tình gửi thiệp mời đến hai kẻ đó. In Hu vừa mở cửa vào thì thấy phòng lộn xộn, còn In Ha thì như người mất hồn nằm giữa nhà. Hỏi mãi thì In Ha mới kể chuyện vừa xảy ra cho cậu nghe. In Hu đến tìm Du Chung nói chuyện hỏi tại sao làm vậy với In Ha nhưng Du Chung chỉ nói bảo cô nếu còn động đến Hong Su thì không biết anh sẽ làm gì tiếp theo rồi bỏ đi, để lại In Hu đứng đó không hiểu gì. Sáng hôm sau, In Ha đến tìm bố của Du Chung giải thích chuyện tối hôm trước nhưng ông đã nhận ra được con người cô và nói rằng không tại sao lại từ bỏ con trai mình để bảo vệ hai chị em cô. Còn nói muốn chấm dứt mối quan hệ với cô và muốn cô đừng gọi điện hay đến thăm nữa. In Ha nghe vậy thì vô cùng sốc. Cô chạy đến nhà Du Chung tát cậu một cái rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Cô ta như phát điện và rồi được người của Du Chung gọi tới dẫn đi. In Ha kêu gào một cách thảm hại nhất từ trước tới giờ. In Ha đang đi trên đường thì gặp Hong Su. Cô lao tới đánh Hong Su rồi đẩy Hong Su ra giữa đường. Một chiếc xe đi tới tông trúng Hong Su làm công văng ra bất tỉnh. Du Chung vừa nhận được tin nhắn của Hong Su đang tới chỗ mình rồi lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu dưới nhà nên anh vội vã chạy xuống. Du Chung theo Hong Su vào viện, bác sĩ nói cô bị xuất huyết não và bị gãy xương sườn nhưng ca phẫu thuật đã thành công. In Hu đang luyện đàn thì nhận được điện thoại báo In Ha đang ở đồn cảnh sát. Cậu vội vã chạy đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Du Chung xông tới túm áo cô và định cho cô một trận. Nói nếu Hong Su xảy ra chuyện gì thì không để cô ta sống yên. Lúc này In Hu mới hiểu ra vấn đề, chạy theo hỏi về Hong Su nhưng Du Chung không cho cậu biết rồi lái xe bỏ đi. In Ha bên cai bị người của bố Du Chung đến dẫn đi và đưa vào bệnh viện tâm thần. Du Chung ở đó chị ta gào thét đòi bỏ đi, bảo cậu đến cầu xin bố Du Chung thả mình ra. In Hu gọi điện cho thư ký của ông ấy nhưng ông thư ký nói không được phép gặp chủ tịch. Bố Du Chung đến tận bệnh viện nơi Hong Su cấp cứu để nói chuyện với bố mẹ cô. Sau đó nói với Du Chung rằng sẽ chấp nhận mọi điều khoản cũng như bồi thường nếu đồng ý hòa giải. Nói Du Chung ngay từ đầu đã sai khi yêu Hong Su, vì cậu mà cô ấy mới bị như vậy. Ngồi bên giường bệnh của Hong Su,
Du Trung nghĩ về những khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau, nghĩ cả về những việc anh làm với những người xung quanh, anh lo sợ nếu tiếp tục ở bên cạnh anh thì Hong Su lại gặp nguy hiểm. In Ha ở bệnh viện thì luôn làm mình làm mẩy khiến y tá cũng bất lực. Cô cũng không chịu gặp In Hu, cậu đứng ngoài cửa nói nếu cô muốn ra sớm thì đừng hành động như vậy nữa. Cô vẫn chẳng nói gì mà cứ thẫn thờ ngồi đấy. Bạn bè đến thăm Hong Su thì biết rằng từ lúc cô tỉnh lại Du Trung cũng không đến bệnh viện. Đột nhiên nhắc đến làm cho Hong Su cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như thế. Hong Su xuất viện về nhà thì gặp In Hu đứng ở trước cửa đợi. Hai người nói chuyện riêng thì In Hu không biết nói gì ngoài xin lỗi. Hong Su đưa cho anh bản thỏa thuận hòa giải, không muốn làm to chuyện vì cô cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Muốn trở lại cuộc sống bình thường trước đây và mong anh sẽ thi thật tốt. Du Trung nói với bố rằng đã xin nghỉ việc ở công ty. Anh cần thời gian suy nghĩ để tìm lại con người của mình. Du Trung đến tìm nói chuyện với In Ha cắt đứt quan hệ với cô. Nói cô hãy thoát ra khỏi quá khứ đừng để quá khứ kìm chân nữa. In Hu và Du Trung cũng nói chuyện với nhau. Du Trung đưa cho In Hu bản nhạc có chữ ký của ông nghệ sĩ nổi tiếng về nhạc giao hưởng khi xưa cậu đã xin được và nói rằng đáng nhẽ ra nên đưa cho In Hu cái này từ ngay lúc đó. In Hu thấy vậy vô cùng xúc động vì Du Trung vẫn nhớ mối quan hệ của họ trước kia chứ không như cậu vẫn nghĩ. Du Trung đến nhà thăm Hong Su và muốn nói chuyện riêng với cô. Hong Su muốn hai người tiếp tục ở bên cạnh nhau như lúc trước nhưng Du Trung đã đề nghị chia tay vì không biết cô có thể chịu đựng được anh đến bao giờ. In Hu nghe vậy thì vô cùng đau lòng. Khi biết rằng In Hu sắp chuyển đi thì Hong Su đã đến để tạm biệt anh. Sau đó In Hu đã tham gia cuộc thi piano sau nhiều năm bỏ bê dưới sự có mặt của chị gái cùng hai người thầy. Cuộc sống của mọi người trở về như bình thường. In Ha nhắn tin xin lỗi Hong Su và nói cho cô biết rằng Du Trung sẽ bay ra nước ngoài. 3 năm trôi qua, Hong Su đã trở thành một trưởng phòng nơi mình làm việc. In Ha cùng anh bạn ngày nào lẽo đẽo theo sau đã thành đôi. In Hu cũng trúng tuyển được vào một nhạc viện. Boja và Eun Tae cũng có cửa hàng quần áo riêng. Ba người họ vẫn vui vẻ với nhau như ngày nào. Hong Su ngồi nhìn đống email mà cô đã gửi cho Du Trung trong mấy năm nhưng anh chưa đọc cái nào. Vừa đi ra ngoài, màn hình xuất hiện hai chữ đã xem cùng với dòng tin nhắn Hong Su à được gửi đến từ Du Trung và bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để làm động lực nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.